Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1642 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi quay mail iv thanh thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Bốn câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này là của mợ tư của bạn đã trải qua. Mợ tư là vợ của cậu, xin lỗi, vợ của chú tư của bạn mà hả chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước thì có một hôm đó mợ tư của bạn á, ngủ không được lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm rồi mở nằm hoài ngủ không được cho nên là mợ mới bực bội quá mợ mới đi ra phía trước nhà nhưng mà mợ không phải là mở cửa mà đứng ra ngoài nha mợ ngồi trong nhà đó mợ mới bật cái đèn lên cái mợ mới ngồi trên một cái giường ở miền tây á các bạn thì các bạn tưởng tượng á là cái cửa chính đi vô là có bộ bàn giữa thì hai bên là hay có hai cái giường hai bên đây nè thì mợ ngồi trên một cái giường mà chỗ cái giường này là có một cái cửa sổ mà nhà của mợ thì lúc nào cũng mở cửa sổ này hết tại vì cửa là có xong cho nên có mở ra cũng không sao cả không bị ăn trộm vô thì lúc đó là mở mới ngồi trên cái giường đó mợ mới nhìn ra ngoài cửa sổ Thì ở ngoài trời nó tối ôm à Nó tối ôm tối thui Ở ngoài không có đèn Nhưng mà tự nhiên mở mới nghe cái tiếng là Um sùm hết Giống như là người ta đi mà Người ta đi mạnh Nó tạo ra cái tiếng rầm rập rầm rập vậy đó Thì lúc đó là mợ nghe ở ngoài rất là lớn cho nên mợ mới hả là lợi gần cái cửa sổ ngồi sát để mà nhìn ra ngoài coi coi là ai mà Sao mà đi lớn giờ này 11 12 giờ đêm rồi. Thì lúc mà mở lại đằng gần cái cửa sổ để mà mở nhìn ra á, thấy cái gì các bạn biết không? Mở thấy có nguyên một đoàn người. Mở ngoài tới thui không hiểu sao mở lại thấy nguyên đoàn người này rất là rõ. Mở nhìn thấy nguyên đoàn người này á, người nào người nấy đều bị cục đầu hết. Bị cục đầu hết, cái người đi đầu tiên là bị cục đầu. Nhưng mà có cái đầu đang nhảy theo sau. Người thứ hai cũng vậy, cũng bị cục đầu Có cái đầu đang nhảy theo sao Nguyên đoàn người này, người nào cũng bị cục đầu Mà cái đầu thì nhảy theo sao Các bạn chờ đó coi mở thấy cái cảnh đó, mợ sợ quá Mợ đâu phải ngủ mơ đâu Mợ lật đật là mợ đi vô trong nhà luôn Xong sau đó là mợ nằm Mợ niệm Phật hồi sao cũng ngủ được Cho tới sáng hôm sau Mợ đã đi chợ để mà mua đồ Về cúng, thì từ đó về sau Mợ không có thấy nữa Thì đây là câu chuyện thứ hai tiếp theo là câu chuyện thứ ba cũng xảy ra trong nhà của cậu mợ tư của bạn nè thì à, à, cậu mợ tư đúng không? các bạn quên là cậu cậu này là em của mẹ bạn ha thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba là à, có một cái ông này trong xóm của mợ ông này á, mình sẽ gọi ông là ông hai tim ông tên là hai tim ông này thì chuyên gia là ổng đi nhậu về khuya các bạn Ta nói hả tối nào cũng nhậu về 11, 12 có khi 1, 2 giờ sáng Mà trước nhà của cậu mợ bạn á là có một cái dừa Cái dừa này cũng lớn như lắm và cũng lâu năm rồi Thì hôm đó đó là ổng cũng đi nhậu về Xong cái tự nhiên á, ổng mới đập cửa nhà của cậu mợ bạn quá trời luôn Ổng đập cửa, ổng kêu mở cửa, mở cửa, mở cửa Thì lúc này cậu mợ của bạn đang ngủ trong nhà mới giật mình thức dậy mới đi ra Cái mở cửa cái ổng xong vô cái cậu của bạn mới hỏi rằng ông làm gì ông hai ông làm gì đập cửa nhà tôi vậy mà ổng không trả lời ổng không trả lời nha ổng xăm 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 đi thẳng vô trong buồn á lúc đó cậu mợ của bạn mới hỏi ê ông đi đâu vậy ông đi đâu vậy thì ổng đã đâm thẳng vô trong cái buồn mà của con cậu mợ đang ngủ thì lúc đó là con của cậu mợ còn nhỏ vẫn đang nằm trên giường ngủ không có hay gì hết trơn thì ổng đứng ở ngay chỗ kế bên cái giường á ổng cứ chỉ vô cái mền mà con cậu mợ đang đắp á Ông nói vậy nè các bạn chín cái lá chín cái lá chín cái lá chín cái lá thì lúc đó đó hai người mới chạy vô mới hỏi làm cái gì hả làm cái gì nói gì vậy cái cậu của bạn á nói rằng chắc là trả xỉnh thôi để anh lo trả để mà đưa trả về nhà cái cậu của bạn cũng lo cái ông hai tim này ra xong rồi á là đưa ổng về nhà giùm cái hai hai vợ chồng cậu mợ sau đó mới suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên ổng ổng đập cửa rồi ổng vô ổng nói không lẽ ổng sỉnh mà ổng ổng quậy dữ vậy sao cái sau đó cậu á mới mở đèn sáng lên trong cái buồn của con cậu mở đang ngủ cái cậu lại cậu kéo cái mền của con cậu đang đắp ra thì tự nhiên ở trong cái mền này nó rớt ra chính cái lá thiệt các bạn chính cái lá dừa thì lúc đó đó ha cậu mở mới nói ủa sao chính cái lá này nằm đây ủa ai đem vô vậy qua hôm sau hỏi đứa con thì đứa con cũng không có đem vô nó nói nó đâu biết gì đâu mà ra chính cái lá thiệt cho nên cậu mợ cũng sợ quá mới đem cái mền đó đi đốt luôn rồi cây dừa đó không biết giải quyết làm sao thì bạn không có nói thì đây là câu chuyện mà thứ ba đã xảy ra bên nhà cậu mợ của bạn mà không hiểu cái câu chuyện này làm sao rồi ông hai tim muốn bị cái gì mà ông làm vậy các bạn ha bạn nói rằng bạn cũng không hiểu câu chuyện này nữa nhưng mà chuyện này nó ngộ cho nên bạn gửi về cho kênh chúng ta tiếp theo là câu chuyện do bà do ông ngoại của bạn với lại người cậu của bạn đã trải qua thì đợt đó đó ông ngoại của bạn á là hay đi soi ớt soi nhái rồi đó các bạn mà bình thường khi mà ông ngoại của bạn đi vào ban đêm á ông ngoại không thấy gì hết nhưng mà ngày hôm đó cậu của bạn lại đòi ông ngoại nói rằng á là hôm nay cha con cha cho con đi chung với cha đi cái ông ngoại nghe vậy ông ngoại cũng cho đi thì đêm đó là hai cha con mới đi ha bắt đầu đi dần dần đi sâu đi sâu qua mấy cái giường của người ta đó cái tự nhiên á là ông ngoại cái lại cậu mới nghe một cái tiếng gì đó rất là lớn lớn dữ lắm ôm 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 nghe lớn dữ lắm nha thì lúc này á ông ngoại với cậu mới kiếm lại cái tiếng đó coi là cái gì nhưng mà khi tiến lại á thì hai người hết hồn hết trơn hai người đứng chết chân tại chỗ luôn là tại vì á hai người nhìn thấy có nguyên một con ếch các bạn nguyên con ếch mà ngoại kể rằng cậu kể rằng á cái con ếch này nó thiệt là to nó to giống như cái bàn mà mình ăn tiệc á cái bề ngang của nó đó mà nó to nó bự trần dần giống như cái vòng phía sau thi vậy nè nó bự thiệt là bự vậy đó một con ếch khổng lồ luôn hả muốn bự hơn ông ngoại với lại cậu gộp lại nữa trời ơi nó đang hả là ngồi phía trước ngay mặt của mình luôn mà nó cứ ộp 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 rất là lớn xong sau đó hai người sợ mà cậu của bạn không dám la cậu mới níu tay của ông ngoại của bạn á xong cái hai người vừa chớp mắt một cái là con ếch này biến mất tiêu trong khi rõ ràng nó mới vừa trước mặt mình vừa chớp mắt một cái nó biến mất tiêu các bạn thì Ông ngoại với cậu sợ quá Cũng là đi về luôn Thì đây là câu chuyện cuối cùng Mà bạn đã gửi về cho kênh Một câu chuyện dài với lại ba câu chuyện ngắn Tiếp theo là câu chuyện thứ năm của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba chuyện này, câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 18-19 năm về trước. Mẹ kể rằng là quê ngoại của bạn thì ở Trà Vinh. Nhưng mà ba mẹ của bạn cưới nhau là sinh sống ở trên Sài Gòn. Thì đợt đó là bạn còn nhỏ, bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi. Do là mẹ của bạn mới dẫn bạn về quê ngoại chơi. Ba của bạn thì vẫn ở trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà mẹ dẫn bạn về quê ngoại chơi á, có một hôm đó tầm khoảng chiều chiều, bạn của mẹ mới rủ mẹ đi chơi với lại mấy cô. Thì lúc này mẹ mới đi, mẹ mới bỏ bạn ở nhà cho bà ngoại của bạn. Cho tới cái lúc mà mẹ về á, thì lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Mà khi về nhà của ngoại á, là mình phải quẹo qua một cái cua, rồi mình chạy thêm tầm khoảng chừng hai ba trăm mét nữa là sẽ về tới nhà của ngoại bạn ha thì mẹ kể rằng là khi mà mẹ chạy về á đáng lẽ là tới cái cua quẹo mà không biết làm sao á mẹ chạy hút qua luôn cho tới cái lúc mà mẹ nhận ra thì mẹ thấy rằng là Ủa sao mà mình đã chạy hút qua cái cua quẹo đó rồi cho nên mẹ của bạn mới quay xe lại thì khi mà mẹ bạn quay xe lại á mẹ lại tiếp tục chạy hút nữa chạy hút lên tuốt trên cái con đường ở trên luôn cái mẹ mới ủa sao tự nhiên hút nữa rồi mà trong khi cái, cái con đường mà muốn quẹo vô nhà ngoại là nằm ở dưới cái mẹ của bạn đó là phải chạy dòng xe lại nhưng mà cứ như thế các bạn cứ là tầm khoảng năm sáu lần luôn thì lúc này mẹ đã biết là bị ma che mắt rồi cho nên đó là mẹ đã không chạy xe nữa mà mẹ ngừng lại mẹ khấn nha mẹ nói rằng á là xin đừng có che mắt con À, để cho con về nhà tại vì con của con á là nó còn nhỏ đó nếu mà không thấy con về nó sẽ khóc cho nên á là xin mấy ông mấy bà mấy vị khuất mặt khuất mài đừng có che mắt con cho con về nhà nam mô như là phật thì lúc mà mẹ vừa khấn xong như vậy á mẹ chạy thêm chút là mẹ thấy cái cua đó bắt đầu mẹ quẹo vô là mẹ sẽ về tới nhà ngoại của bạn thì đó là câu chuyện mà mẹ của bạn đã trải qua cách đây cũng mười mấy năm trước tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là do người dì hai của bạn đã trải qua thì dì hai của bạn á đợt đó là có lên trên nhà của dì dượng năm dì năm này cũng là dì ruột của bạn luôn thì bạn kể rằng do dì năm á cưới dượng xong rồi là hai vợ chồng đã lên trên Đà Lạt để mà sinh sống. Về dưỡng năm của bạn ở nhà của người em ruột của dưỡng năm nha. Em ruột này cái chú này thì hồi trước đây là chú ấy mở một cái công ty ở Sài Gòn làm ăn cũng rất là được nhưng mà chú này không có vợ con. Thì do là chú có tiền Cho nên chú mới lên trên Đà Lạt Chú mua một cái đồi các bạn Rồi chú mới cất nhà Rồi trồng cà phê, trồng tiêu này nọ kia Nói chung là chú làm trên đó rất là đẹp Để mà lên nghỉ dưỡng đó Nhưng mà sau đó chú này đã bị bệnh Thành ra là chú ấy mới qua đời Và do là không có con cho nên nó là cái phần đất, cái phần đồi trên đó đó là để cho dì dưỡng năm của bạn ở và quản lý. Còn cổ phần công ty á, thì chia cho mọi người trong nhà Bà con rồi cháu trong nhà vậy đó Thì lúc mà về dưỡng năm ở chả thời gian Rồi dì hai mới lên để mà thăm Thì khi mà lên tới là cũng tối rồi Cho nên dì hai của bạn á, là mới buồn ngủ Dì ăn cơm xong là dì vô dì ngủ luôn Thì khi mà dì ngủ á Dì kể rằng nha Đang ngủ ngon dữ lắm Cái tự nhiên á là dì nghe cái tiếng cọc cọc dì mới giật mình dì mới nhìn ra ngoài cửa dì thấy rằng là cái chú đó đó chú đang mở cửa đi vô cái chú mới hỏi rằng là ủa chị sao mà chị vô nhà em vậy sao mà chị vô nhà em chị không đốt nhang cho em chị không xin phép em sao chị ngủ nhà em chú nó hỏi vậy đó thì lúc đó dì trong cái vía của dì á dì mới nói rằng là chị mới lên chị chơi à, thôi không mấy giờ á chị uh, trả tiền cho em nha chị hai nói vậy đó chị trả tiền cho em nha chị trả tiền cho em nè giống như là chị thuê cái chỗ mà chị ở vậy đó cái gì hai còn móc tiền ra đưa tiền cho chú đó xong chú đó không chịu lấy các bạn bắt đầu hai người nói qua nói lại gì đó mà gì của bạn là không nhớ thì lúc này á vì năm của bạn á là do là dì hai mới lên mà không biết rằng đó là cái chỗ mà dì hai ngủ có đầy đủ đồ hay là cái mền có ấm chưa Thành ra dì Năm của bạn mới đi qua để coi Thì khi mà dì Năm qua coi vì Năm thấy rằng dì Hai đang nằm nói chuyện với mình Mà ta nói ở trên bụng của dì Hai Rồi ở dưới bên đây nè Là tiền tùm lum hết trơn Là tiền dì Hai móc ra đó các bạn Là tiền rớt tùm lum tùm lá hết trơn Lúc đó vì Năm mới lại mới lay Mới kêu dì Hai của bạn dậy Thì khi mà dậy dì Hai mới kể lại là mới nãy Ta thấy người ta vậy, vậy 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 đó Nó vô nó hỏi vậy vậy đó chắc là mới nãy do tao mệt quá tao quên thắp nhang cho nên nó là nó về nó hỏi nó nhắc tao thì lúc mà dì hai nói như thế vì năm mới nói là ai mà lại nhà này chơi á là đều xuất hiện hỏi vậy đó thí dụ như nếu mà không thắp nhang mà ngủ lại là sẽ hỏi vậy đó sẽ xuất hiện hỏi rằng tại sao mà vô nhà tại sao mà đến mà không thắp nhang cho em thì vậy đó ha xong cái gì hai của bạn cũng đứng dậy đi thấp nhen. rồi sau đó gì hai ở chơi cũng thời gian cũng không thấy gì hết. Thì đó là câu chuyện của gì hai của bạn. Tiếp theo là câu chuyện của bạn trải qua trong nhà này luôn nè các bạn. Bạn kể rằng đó là sau khi mà bạn học xong lớp 12 á thì bạn lên đại học. Nhưng mà bạn lại không có học ở Sài Gòn mà bạn lại học ở trên Đà Lạt. Ở trên Đà Lạt có trường đại học á thì bạn lên đó đi học bạn mới ở nhà của dì thứ năm này nè thì khi mà ở đây á là do là bạn thích cái tầng gác mái ở trên nó là có một cái tầng gác mái mà hồi trước giờ á dì dượng năm không có sử dụng tới dì dượng năm lấy cái cái tầng gác mái đó để mà để đồ này nọ kia giống như phòng kho vậy đó nhưng mà cái lúc bạn lên thì bạn thấy bạn thích cái tầng đó nó cái kiểu giống như là bên nước ngoài á các bạn nó có một cái ô cửa sổ tròn tròn vậy nè nhìn ra cái cảnh nên thơ dữ lắm cho nên nó là bạn mới nói gì năm rằng đó là thôi để con dọn ở trên đó rồi con lên đó con ở con thích trên đó cái gì năm cũng đồng ý các bạn cũng lên bạn dọn bạn dọn xong phòng ốc rồi cũng rất là đẹp ha sau đó có một hôm bạn này thì gan dữ lắm bạn kể rằng á là hôm đó bạn đang nằm dọc điện thoại và lúc này là trời đã tối đã khuya rồi thì bạn đang dọc điện thoại cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng gõ ở cái cái cửa sổ tròn trên tầng gác máy đó các bạn tiếng gõ cóc 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 mà ở ngoài thì đâu có cái 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 lan can gì đâu tại vì nó là một cái cửa sổ tròn nó chết luôn chứ hả là mình không có mở ra được thì bạn nghe cái tiếng gõ cóc 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 nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái cành cây tại vì ở phía sau đó là nhiều cây lắm thì bạn nghĩ rằng mấy cành cây nó va vô thôi cho nên nó là bạn cũng không để ý Mà sau đó bạn lại tiếp tục nghe nữa Thì kỳ này bạn mới xây qua để mà bạn nhìn Khi bạn nhìn đó thì bạn thấy rõ ràng một bàn tay Mà cái bàn tay này á các bạn là Đang để sát vô trong cái Áp sát vô trong cái cửa sổ Bàn tay này là đang áp sát vô trong cái cửa sổ Thì mình mình thấy cái bàn tay trắng nhách Ở trong mình thấy ra là trắng nhách vậy đó mà bàn tay nhỏ xíu à chứ không phải là bàn tay bự như mình vậy đâu bàn tay giống như tay con nít vậy đó thì lúc này bạn cũng giật mình tại vì ở phía ngoài là đâu có lan can gì đâu mà cũng không có cái cành cây nào mà có thể là người nào mà có thể đứng để mà áp cái bàn tay vô được thì bạn cũng hả là gan á nhưng mà bạn cũng hơi sợ sợ cái bạn cũng bật điện thoại lên để mà bạn mở kinh lên thì sau đó dòm lại không có thấy nữa các bạn mà tới tận bây giờ á bạn cũng không biết là bạn nhìn thấy ma hay là bạn thấy tay của con khỉ nữa bạn nghĩ rằng có thể là mình thấy hả tay của mấy con khỉ tại vì chỗ này cây cói nhiều mà không biết là phải tay khỉ hay là tay của ma nhát bạn nữa thì đây là những chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi kể xong tập 1642 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1643 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào